Vâng, Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em yên thân thân mến. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên cho cả bác về hai sản phẩm đổi WC Zermix 2450, và ngày hôm nay bên em cũng như là những cái sản phẩm trước, bên em sẽ xả cho cả bác với mức giá cực kỳ gọi là tốt để cho các bác anh em chơi ở dòng WC Zermix 2450. Thì hiện tại thì các bác đang cần sở hữu một cái con đổi chơi gia đình với mức kinh phí tầm dưới 10 triệu và công suất lớn, thì các bác đừng nên bỏ lỡ qua cái video này. Đấy, vì dòng WC Zermix 2450 nó đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện, tất cả các nhu cầu mà các bác đang cần, đó là công suất lớn, đánh đổi đánh full 40 và nếu chơi trong gia đình là full 30-40 là ok rồi bác. Và các bác muốn đánh sub thì các bác chuyển qua chế độ Brick Mono, chúng ta đánh sub và giá thành thì nó cũng cực kỳ rẻ và độ bền cực kỳ là cao. Từ trước giờ em bán dòng WC Zermix này thì chưa có một con nào bị lỗi luôn bác, rất là bền luôn. Đó. Rồi đầu tiên em nói về mức giá, thì mức giá mà nếu mà cách đây khoảng vài tháng thì tầm khoảng 4-5 tháng gì đó thì cái con Zermix 2450 nó không bao giờ có giá dưới 10 triệu. Có chỗ thì 10 triệu, 10 triệu rưỡi, chỗ 11 triệu nha bác nha. Đấy. Và thời gian trước lại đây thì giá nó rẻ hơn. Thì nó tầm nằm trong phân khúc tầm 9 triệu rưỡi, nhưng mà bên em vẫn để cho tất cả bác với mức giá là 8 triệu 2. Đó, với mức giá là 8 triệu 2, 8 triệu rưỡi tùy theo độ đẹp từng con. Đấy. Và ngày hôm nay á, thì nói chung là hai con này đều là hàng đẹp và hoàn hảo chất lượng, và cũng như là hàng duy nguyên bản hoạt động ok. Đấy, bên em sẽ xả giá cực kỳ là tốt. Đó, để lấy vốn mua cái sản phẩm khác nha bác nha. Bên em thì còn hai con đây để phục vụ cho cả bác, hai con Zermix 2450. Hôm trước thì em có xả giá hai con là một con 1450 và một con 500 VA thì cũng đã có chủ hết rồi, lên đường hết rồi nha bác nha. Thì tiếp tục em lên cho bác hai con Zermix 2450 này để gửi đến cho tất cả bác. Và giá thành hiện tại anh em sẽ để cho bác với mức giá là 7.700k, 7.700 nha. Đó. Với mức giá cực kỳ là tốt. Nếu mà cái mức giá này thì các bác chỉ mua được là dòng 1850 thôi bác. Chỉ mua được con 1850 ấy, chứ không mua được 2450 đâu. 2450 thì hiện tại giá nó vẫn đang dao động ở mức giá là 9 triệu rưỡi nhé. Bên em sẽ để cho bác với mức giá là 7 triệu 7 nhé. Đó, mức giá cực kỳ tốt. Và đầu tiên thì em sẽ lên cho bác sản phẩm thứ nhất, sản phẩm WC Zermix 2450, và đây là hình thức bên ngoài của máy này. Đó, máy thì còn cực kỳ là đẹp nha bác nha. 25 chiếc áp tích chấn cho 2 kênh công tắc nguồn, logo thương hiệu Zermix 2450, WC Audio nha. Ở phần khi thông gió cho quạt làm mát thiết bị trong. Đó, hàng là còn bao đẹp bao chắc cho cả bác luôn nha. Đây là cái thiết kế nội thất phía bên trong này bác. Thiết kế nội thất phía bên trong thì nó sẽ sở hữu là một tăng phô nguồn. Thì về sò thì nó cũng chạy là 16 sò, giống như là cái đời 1450, nhưng mà cái về cái chỉ số linh kiện của nó sẽ cao hơn và nó ra công suất lớn hơn. Với lại là thứ hai là cái nguồn công cái nguồn xuyến này nó cũng to hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nguồn xuyến rất là to này, và bên phía bên này là chúng ta sẽ có cái bo đổi nguồn, nó sẽ chạy được những nguồn điện như là 240 này, 120 này bác, 240, 120, 100V. Đấy. Bo này thì nó sản xuất năm 2003. Cái bo này thì nó sản xuất năm 2003 nha. Còn bo này thì nó sản xuất năm
202. Đây này bác. 202 Wilshire Audio này. Đó. 202 thì cái con này là nó sản xuất năm 2003 nha bác nhé. 2003. Đó, hoặc là 2004. Đó con này này. 2003 hoặc 2004 thì cách rồi khoảng 20 năm. Những hàng mà đời 20 năm thì nó là đời mới rồi. Mới hơn những con cũ kia. Những con mà sản xuất tại Mỹ. Đó. Tủ là còn nguyên bản nha, chưa phòng dột nha bác nha. Đó, còn nguyên bản. Thành lì luôn. Đó, dây bè thì còn mới tinh này. Dây bè còn rất mới nha, quý mạch linh kiện là còn tranh tinh. Đó. Rất đẹp. Đó. Ok chưa? Này thì cái tăng nhiệt thì nó có mấy cái vết này thì về nó đã có rồi, thì chả biết cái vết gì mất nha. Nhưng mà trên tăng nhiệt thì nó không ảnh hưởng gì nha bác. Đó. Rồi đằng sau thì những dòng ngoài sau thì thiết kế những dòng Wilshire RMX thì nó giống nhau. Thì đường tín hiệu đầu vào nó cũng là sử dụng các số ly và ba lăng. Những nút gạt ở chế độ tinh chỉnh bridge mono rồi những cái chế độ khác nha. Còn đường out thì chúng ta sẽ có hai đường là đường bập chuốt mái chim là cái cầu loa thông dọc này và đường nút chích chuyên nghiệp. Đường nối chích nghiệp nha bác nha. Những dòng này thì nó đều sử dụng dây nguồn trời. Con này là điện 220V Yura 475W8 ohm. 475W8 ohm nha. Thì ở đây á thì các bác sẽ đi tra hãng nha bác nha. Đây. Em đang tra trên trang wc.com này bác. Đây, trang WC này. Đó. Thì những cái model của đời RMX này thì nó sẽ có là 850, 1450, 1850 HD, 2450, 4050 HD và 5050. Thì đời 2450 á, đời 2450 này, ngay chỗ từ 500 này, 750 này các bác. Đây xuống dưới này đây bác. Đây, xuống này dễ xem hơn này. Đây 2450 này. Thì từ 8 ohm á thì nó sẽ có công suất là từ 450W đến là 500W. Còn từ 4 ohm là 650 đến là 750 nha. Đấy. Nó sẽ có hai cái ngưỡng công suất nha bác nha. Nó nằm trong khoảng cái công suất là từ 8 ohm là từ 450 đến là 500 thì con này là nó nằm trong cái công suất là 475W này. 475W 8 ohm nha. Còn về 4 ohm này, 4 ohm thì nó có hai ngưỡng này. Đấy, 4 ohm này nó sẽ là 650 đến là 700. Đó. 650 đến 750. 650 đến 750 nha. Đấy. Còn 2 ohm thì nó xuống tới 2 ohm, 2 ohm là nó là 1200W. 2 ohm là 1200W, con này nó đánh xuống cực kỳ là sâu nha, tới là 2 ohm. Còn ở chế độ bridge mono này. Bridge mono. Thì con 2450 nó sẽ có công suất là 1300W đến là 1500W ở 8 ohm. 8 ohm là 1300 đến 1500 nha. Còn 4 ohm thì nó sẽ lên đến là 2400. Đó. Nên là khi các bác mà muốn đánh súp đơn hoặc là súp kép gì cũng vậy, súp kép thì con này nếu mà 4 ohm thì nó lên 1400, còn súp đơn 8 ohm thì nó 1300 đến 1500. Thì đã đánh vô tư những cái súp đơn hiện nay là bắt 50 từ 22% rồi. Đó. Bắt 50 từ 22% thì thường là nó những dòng súp xịn thì nó nằm ở công suất là 1200W maximum, thì con này 1300W đến 1500 thì nó đánh là vô tư con này nha. Đánh vô tư những quả súp. Đó. Con đầu tiên nha bác nha, con này có số series là 7172. 7172 nha bác. Số series 7172 con này 7.700.000 nha. 7.700.000. Đó. Giá chưa bao giờ tốt như thế này luôn, các bác mua đi. Mua về chơi. Công suất lớn. Đó.
Em qua con thứ hai là cũng nói chung là về hình thức là y chang nhau thôi, không khác gì hết. Em quay sơ qua con thứ hai và đặt xuất xuất đi cho bác người chọn. Đó là con xương thứ hai này. Đó, keo ốc là còn nguyên nha. Đó, tăng phô nó đây. Đời này là đời chạy điện 230 thôi. Đấy. Bon này thì nó sản xuất năm 2001. Con bon bên này sản xuất 2001 thì con này nó sản xuất năm 2001 nha. À, còn bên này sản xuất năm 2003. Con này sản xuất 2003, con này sản xuất 2001 nè. Da nhớ này. Quý mặt đơn kiện nó này. Tụ này. Rất đẹp hết nha. Đó. Rồi sau. Đó bác nha, chạy điện 230V này. Yoda Makinchina thì nói chung là những dòng đời RMX là đều sản xuất tại China hết, và thương hiệu nó là thương hiệu của Mỹ, và cái xưởng sản xuất nó là nó đặt tại China nên là nó đến Makinchina thôi, chứ còn đều là hàng do Mỹ được kiểm tra kiểm định, và cũng như là do Mỹ kiểm duyệt và xuất sang tất cả các thị trường như là Nhật, Mỹ và châu Âu, nên là những hàng này thì nó đều là hàng chính hãng chỉnh sò. Giới nguồn rời nha bác nha, bên này cũng vậy thôi. Đó. Đẹp nha, đẹp hết, còn chỉ sướng nhưng bán hết nha, còn chỉ sướng nhưng bán hết đây, quay cho bác xem. Cầu chì sứ ít này, những dòng Mỹ là đều sử dụng cầu chì sứ ít nha mọi người. Rồi cả hai con bác, hai con đều đồng giá nhau, 7.7 triệu. Bác muốn lựa chọn con nào thì bác lựa chọn nha. Hai con. Ok. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0363648707 và 0393110419 nhé. Kết bạn Zalo, Facebook qua số 707 để xem hình ảnh cụ thể chi tiết hơn về sản phẩm. Các bác cần. Đấy. Rồi, em xin phép dừng video đây và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.